quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bảo Ngọc tặng khế cho anti-fan, đáp trả bình luận ác ý. Chanh có một mùa, khế có cả năm. Trước những công kích của anti-fan, Bảo Ngọc không ngần ngại lên tiếng đáp trả. Từ khi đăng quang Miss Intercontinental 2022 và trở về nước hoạt động, Bảo Ngọc thường xuyên đeo chiếc vương miện danh giá khi chụp ảnh hay xuất hiện tại các sự kiện. Vì hành động này mà cô nhận lại nhiều luồng ý kiến trái chiều, cho rằng người đẹp thích làm màu, mà vương miện ngay cả sự kiện không liên quan đến đấu trường sắc đẹp. Sau khi nhận nhiều thông tin trái chiều, Bảo Ngọc có giải thích cô chăm chỉ mang vương miện theo mình vì cô nghĩ tới công sức của những người đã nỗ lực đồng hành cùng cô trong hành trình tham gia Hoa hậu Liên Lục Địa 2022. Thế nhưng dù đã trải lòng, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn nhận được nhiều comment khó nghe. Thế là lần này, Bảo Ngọc đã đáp trả cao tay hơn. Cụ thể, trong một bài đăng trên trang cá nhân, người đẹp đã đăng một tấm hình kèm dòng chữ nhỏ: khế chua dành cho những quý vị hay chua chát với cuộc đời người khác. Nhiều netizen thích thú với hành động đáp trả vừa hài hước vừa thâm thúy của cô nàng và để lại nhiều bình luận. Thích sự thẳng tính của Bảo Ngọc ghê. Hôm nọ like đi block từng đứa anti như một cơn lốc, đệ tử Trần Mi. Trước đây thích sự giỏi giang, tinh thần lạc quan, tích cực của Bảo Ngọc. Giờ thích thêm cái nết cà khịa đỉnh cao của Bảo Ngọc nha. Công nhận người có học thức khịa thâm độc dễ sợ. Bảo Ngọc tiếp tục đau đầu khi chính vương miện mình chinh phục khi mang trên đầu cũng bị soi mói. Thương bạn thật sự, cố gắng vượt qua thật nhiều nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.